Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hạ cho một bạn có cái nickname tên là Cù Văn Dốt nhá. Vâng, một cái tên khá là đẹp. Đầu tiên thì mình sẽ vào trang ngọc của bạn ấy cho mọi người cùng xem. Đây, ngọc bạn ấy là cái quần dài, ok. Công vật lý cộng 9 và tỷ hút máu, ôi ôi, full hút máu luôn. Nói chung là hút máu được 16%. Công vật lý xuyên giáp ngon. Bảng ngọc thứ hai là cái quần đùi và ngọc thứ ba là cái quần què mà chả có gì hết. Ok, thì mình sẽ vào trang bị của bạn ấy luôn. Hôm nay thì mình sẽ đánh theo yêu cầu của bạn ấy yêu cầu mình đánh Nakroth nhá. Đây, trang bị của mình hôm nay thì mình sẽ lên full phức hợp kiếm. Thì để cho clip nó phong phú thì mình sẽ làm cái clip về full phức hợp kiếm. Đấy, bạn này hiện tại đang ở Kim Cương 2, 4 sao nhá. Thì lúc trước, trước hồi nãy thì mình có làm clip rồi, full phức hợp kiếm rồi, nhưng mà làm được một xíu thì bận công việc quá, đâm ra mình không có làm được nữa và bạn ấy đã bị rớt xuống Kim Cương 2 luôn. Hồi đầu bạn ấy đang ở Kim Cương 1 nhá. Đấy, Cù Văn Dốt, ok. Thì tại vì công việc của mình làm lúc ban ngày á, đâm ra công việc của mình nó khá là bận rộn. Hên thì không sao, nhưng mà xui một cái là có khách họ tới. Khách kiểu như là khách quen họ thì họ mở máy, họ nạp giờ, họ chơi rất là đơn giản. Còn những khách lạ họ kêu nước, rồi kêu thuốc, rồi bán cạc. Tình tình lắm, mình bỏ thời gian ra quay đi quay lại cái, ôi thôi, thọt hai cấp, vãi, thế là teo luôn. Gặp tem mà gặp tem mình lại không biết chơi nữa thì thôi đấy, chiêu, mình chả biết chơi làm sao luôn. Mà cũng không bình luận được luôn. Vì thế nên mình cố gắng chơi đánh lại 2 sao cho bạn ấy luôn. Trở lại cho bạn ấy Kim Cương 1 nhá. Hôm nay thì tem mình khá là ổn đấy, nhưng mà mình không thích. Thật sự ra mà nói nhá, vị tướng ra này chơi phải khá là lâu á mới đánh được con này nó hay. Mình không thích tem mình có vị tướng ra nó chút nào. Nó khá là mạnh đấy, nhưng mà khi mà vào combat á, một hit là nó là em mới lên bảng đếm số thôi, rất là nhanh. Tại vì con đấy thường thường mọi người ta lên ở full phép, chỉ được cái chiêu 2 cấu gì là thực dạng là vô đối luôn, nhưng mà rất là yếu máu. Mình theo như mình đoán thì nói là nó như vậy đó, mọi người nghĩ sao thì mình không biết, nhưng mà theo như mình nghĩ thì nó khá là solo thì tốt, nhưng mà đi đường thì không ổn chút nào. Nếu như mà mình xài chiêu 2 tốt á thì nó sẽ trở thành vị tướng rất là ghê gớm. Nhưng mà chiêu 2 mình căn không được tốt á thì nó sẽ rất là phế luôn. Hôm nay thì mình sẽ gặp tem bên kia có Zina này. Wow, con gái kìa, Butterfly kìa. Đấy, trời ơi, thấy gái là khoái luôn rồi. Ok, vào trận thôi, chiến đấu thôi. Mong sớm sớm được gặp em ấy. Thì mình nên full phức hợp kiếm có lẽ thì sẽ nó làm sao ta, nó sẽ không có được mạnh bằng mình lên đồ trang bị bình thường nhá. Tại vì cái nội tại của nó thì nó như vậy đấy, nó không có được cộng dồn á. Đâm ra mình thôi kệ, đánh luôn không sao, tới đâu tính tới đấy, cứ chơi thôi. Tại vì làm clip Nakroth nhiều quá rồi, mà lên đồ bình thường thì nó quá đơn giản rồi. Bây giờ mình phải lên đồ khác người một chút, full phức hợp kiếm. Lúc trước thì mình cũng có làm clip về Phoenix full phức hợp kiếm, nhưng mà Phoenix trận đấy mới lên được có 2-3 món thì là trận đấu đã win rồi. Vì thế vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của phức hợp kiếm. Hôm nay thì mình sẽ lên Nakroth và full phức hợp kiếm xem nó sẽ như thế nào nhá. Ai chà chà, tem bạn có vẻ căng nhờ. Đấy, ok, thì mình đã ăn được nửa lên cấp 3 rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn con bùi xanh này. Ăn bùi xanh xong ai sẽ trả. Bây giờ mình ăn quẻ, ăn thêm con dứa này mới lên được cấp 4 nhá. Ăn xong con này chưa lên được cấp 4 đâu, phải chạy vòng vòng một xíu nó mới lên được cấp 4. Đấy, nhưng mà lên được cái cây để mà tê tái rồi, cây đao đi rừng. Đấy, mình lên cấp 4 rồi, thấy chưa. Bây giờ thì mình sẽ ra xem nào. À, đây rồi, em gái đây rồi. Em gái ơi, về quê anh nhé. Ôi trời ơi, thơm, ngon, tuyệt vời. Mới đây mà em ấy đã gọi là yêu mến hết sức rồi. Mình khá là thích em ấy. Thì mọi người đánh theo cái kiểu là thích đi ăn con rơi thì ok, thì hôm nay mình sẽ ăn con rơi luôn. Ngại cái gì, chơi thoải mái thôi, chả việc gì phải ngại hết.
Nào, nào. Đấy, ăn xong con rơi rồi, bây giờ thì mình sẽ qua. Hình như là Chưa hồi. Thôi kệ, chưa hồi không sao. Mình sẽ đi ăn cái con này con quái gì đây không biết nữa. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi ganh chú voi con nhá. Rồi xong, em Butterfly em mới đang vét máng ở bên trên. Khá là nhanh và nguy hiểm. Nào đâu rồi? Đâu rồi? Hất tung rồi nè. À chà chà. Nào, chạy đi đâu hả em yêu? Ừ, hay lắm, em đánh đứa em đánh luôn á. Thôi chết rồi. Đánh luôn nào. Lỡ rồi thì chơi luôn đi. Sao phải xoắn? Chết không? À chà chà không chết. Wow, mấy anh lính đẹp trai đừng có manh động nha. Ok thì mình đã giết được một mạng ở bên dưới rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ biến về thôi. Với cái số lượng máu và mana ít ỏi như thế này thì chết chả thấy chưa. Ăn con rơi cái nào ở bên trên là mất con rồng ngay. Thôi chết rồi. Đúng là sai lầm khi chạy xuống con rơi mà. Thôi kệ không sao, từ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đói. Mình không nên gấp gáp làm gì. Đấy, double tap luôn, hay quá. Ăn xong con rơi đâu? Ăn xong con đấy là mình sẽ đi ăn cái con bùi xanh này. Ăn xong bùi xanh này mình sẽ đi làm gì đây? Làm gì bây giờ ta? Cứ bình tĩnh. Không nên gấp gáp làm gì. À đấy, đối tượng của mình đã thấy rồi. Trời sao bạn ấy ulti người ta đi. Trời ơi, chán bạn ghê luôn. Thôi xong rồi. Đúng rồi, ulti luôn. Tê tái luôn, xông vào đánh luôn. Ngại cái gì. Ai chả chả ơi, trời ơi em ơi. Đừng có lao vào anh như thế, anh ngại lắm. Đấy, em lao vào anh làm cái gì. Cái gì vậy? Ra làm gì vậy? Sóng âm à? Vô ảnh cước à? À, kiểu này là tính tăng trụ đây. Nào, ăn con này lên máu cái đã nào. Thôi xong. Cái gì vậy? Sao mà nhanh quá vậy? 1, 2 bạn vô anh em. Ôi ơi ra ơi, làm gì đây? Sao không đánh đi? Nào đánh luôn. Ngại cái gì? Đấm luôn. Đấm. Sẽ đấm hụt đấy chứ. Đánh luôn. Đúng rồi, sóng âm. Đúng rồi, hay quá. Được. Nói chung là Mặc dù hồi nãy bạn chạy khá là nhanh, nhưng mà sau này bạn đã quay lại. Thôi kệ không sao, hiện tại thì mình đã ăn được 3 mạng và chết mất 1 mạng. Hỗ trợ thì được 3 mạng luôn. Chơi đây được món phức hợp kiếm nào. Cứ từ từ, chuyện đâu còn có đấy. Thôi thì làm clip bình thường nó nhiều quá rồi. Bây giờ mình thử lên đồ như thế này, đi đánh hạng luôn. Thế nó mới máu. Đánh mà đi đánh thường gì. Cái gì vậy? Tưởng chết rồi chứ không chết à? Đi đánh thường mà lên đồ thì cho game nó. Thì nó mình không thích đâu, mình chỉ thích đánh hạng thôi. Thật sự ra mình đánh hạng nó mới hấp dẫn. Nó gọi chất lượng game nó khá là tốt. Nào, trời ơi. Nào, sao? Trời ơi, con gái con đứa thấy con trai mà chạy á. Hổ báo lên. Em gây yếu đuối quá. Cái gì? Này thì voi ơi, voi. Đấy, voi còi ơi, voi còi. Em hổ báo làm chi cơ. Em thấy gái là em cứ thế. Kiểu như thấy gái là kiểu như hay bị không kiềm chế được bản thân. Đâm ra thì nó sẽ dẫn đến những hành động gọi là khiêu khích. Thủ trụ đi. Đấy, nào, ăn xong con rơi này mình sẽ đi lên đứng trên. Trời ơi, lại mất con rồng nữa. Đấy, biết ngay mà. Thôi kệ không sao, cứ từ từ. 2-3 con rồng cứ nhầm nho gì. Cái gì vậy? Chả, nào. Thôi chơi, bạn thôi cho bạn luôn, mình có bùi xanh rồi. Cho bạn luôn. Ủa, ăn được rồi mà. Ôi trời, sao mà kỳ cục vậy? Nhảy qua 2 bức tường luôn á. Kinh thế không biết được cơ chứ. Ôi, và 2 linh hồn. Đâu rồi, ra đây nào. Ôi trời ơi, mới ăn xong con bùi xanh. Vỡ mồm trên đấy luôn rồi. Ô, bạn ấy thật là quá bá đạo luôn rồi đấy. Mình mới cho ăn con mồi xanh xong lại đi cho người ta cơ. Đôi lúc chả muốn cho bạn ấy tí nào. Voi. Chú voi. Cái gì vậy? Em yêu, sao em lại đến với anh làm gì? Đấy đúng rồi, mở con bát nào. Tê tái đánh luôn. Skull còn siêu máu không ăn được.
Nào, đúng rồi, nào, ui trời ơi. Trời ơi, ôi ôi ôi. Thôi kệ, không sao. Chết một mạng mà hỗ trợ thì khá là nhiều. Vậy là cũng ổn rồi. Và đấy mình tính lao vào đấm đấm đá đá rồi chạy đi mà ai ngờ một tốt nó cho cái ulti vào đầu. Không chạy được, chạy đi đâu vẫn dính cái ulti đấy. Cộng thêm cái trụ nó bắn nữa chứ. Buồn luôn. Thôi kệ, lâu lâu mình cũng phải gọi là chết vài ba mạng nữa, không phải team bên kia lại kêu mình hack. Hack nữa lại khổ, lại mang tiếng oan. Nói chứ chưa giờ, xưa giờ chưa có ai kêu mình hack bao giờ. Chém gió thôi. Rồi xong, con bùa xanh của mình đã mất tiêu rồi. Chắc phải qua bên kia kiếm chác thôi. Ôi lại chết nữa. Ôi vãi, sao mới chết hoài vậy. Ê con bùa xanh, con bùa xanh. Mà thôi từ từ từ. Con bùa xanh mà. Từ từ ăn bằng bùa xanh đó. Hỏi rồi, chết nữa. Đừng có chết nha, trời ơi mọi người đánh giữ mạng đi nào. Chết hoài sao mà gánh được. Ôi trời ơi, lại chết nữa. Ôi vãi. Nào, đúng rồi, hổ báo lên. Úi giời ơi, tuyệt vời. Ôi em té, ai mà chơi. Trời ơi, đông như kiến cỏ thế này, ai mà chơi được. Phải ăn mấy con lính này cho nó lên cấp mới được. Ý lộn, lên máu mới được. Đấy. À mọi người chơi game mình nhớ để ý nhá. Khi nào có rừng ganh thì mình mới lên cao nhá. Không có rừng ganh thì mình phải biết đường mà về. Chứ đừng để chết nhiều quá. Chết nhiều quá không gánh nổi đâu. Mình chết ít ít thôi, có ai tem mình họ có thể gánh được tem thì họ gánh chứ. Chết nhiều quá, fit nhiều quá, thật sự ra thánh cũng không gánh được. Là thế nào? Thấy gái là mình phải lao vào liền. Anh cái gì? À chạy à? Chạy à? Thông minh phết. Trời ơi chạy thông minh phết, nhưng mà bị anh chàng da đẹp trai anh lại đấm cho. Đấm cho lại vỡ, vỡ hết cả mồm luôn. À lao. Trời ơi chạy đi đâu? Làm gì mà còn đường mà về nữa. Khi mà em ấy đã không còn gọi là chút máu, gọi là chút xíu nữa thôi, thì mình sẽ cho bạn ấy lên bảng điểm số luôn. Nào tiếp tục, nào tiếp tục nào. Skull à? Skull tem bạn kìa. Đúng rồi. Này ulti luôn. Úi giời, bạn đấm mình không thấm. Tại vì mình đang ulti mà. Đấm cái gì? Này đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Thấy phun phước ở kiếm bá đạo chưa? Đấy, mình ở đây mình đứng. Em yêu ơi, anh nè, đứng như một vị thần thế này này. Ôi, thôi, thôi 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 thôi, thấy người bội xương khô thì thấy ớn này. Ai mà chơi giống như xác ướp ý. Thì ghê quá đi. À, cái trụ đánh cái trụ thôi mà làm gì mà nó lại khều trúng luôn. Cái anh mô tốt thế mới đều chứ. Nào. Nào nào nào, thôi đi về nào. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn cái con quái này cho nó lên cấp thôi. Không phải là lên cấp mà lên máu. Chứ thực sự ra giờ này mà full cấp rồi làm gì còn cấp nữa. Đấy có bùi xanh rồi kìa. Này ngon. Đợt này có bùi xanh mình lại bung lụa thôi. Ngại cái gì. Bức tường này qua được nhá. Hôm trước mình làm cái con Gritnat, mình nghe kêu là Nagaroth không qua được bức tường. Úi giời ơi, gạch đá nó bay vào tới tấp, đỡ không kịp luôn. Thật sự đôi khi mình lỡ mồm nói một cái mà ui dồi ôi, bao nhiêu là gạch bay mà gọi là gạch gạch không có cánh ấy, nó bay. Úi giời gái này đấy, làm cái gì nhau, thơm cho một cái nhẹ thôi bốc hơi luôn, sướng. Thấy chưa, thấy Butterfly được Nagaroth gọi là cưng chiều quá mức luôn. Gặp lại anh hôn thôi ngại cái gì, đỡ không. Nhiều lúc em ấy lao vào mình giống như đúng rồi á, nhưng mà cuối cùng lại phải nằm xuống trước cái bàn tay gọi là đẹp đẽ sạch sẽ của anh chàng Nagaroth. Đẹp trai lai mí. Ui giời, nhìn kỹ thì giống bộ hung. Á chả chả nào. À đúng rồi, nào hổ báo lên. Này ô thật. Thôi xong đời tôi rồi. Mình lại cứ tưởng có cây kiếm Muramasa pha đấy. Bây giờ làm sao đây? Ngại ghê luôn. Pha đấy mình chết một phát gọi là pha ngu người. Mình cứ nghĩ là mình lên đồ theo cái kiểu gọi là
Có cây kiếm Muramasa với cái tầm đồ như thế này thì thường thường những trang bị trước thì mình đã lên full. Nói chung là được cái cây kiếm Muramasa thì mình sẽ không chết theo kiểu đấy đâu. Tiếc quá, hổ báo quá, đâm ra bị bốc hơi, bị trụ bắn cho phát ngoéo luôn. Nào, bây giờ thì mình ăn con rồng đi ha. Khoan đã, từ từ đẩy đám lính lên cái đã. À, núp vào đây à? Ôi trời ơi, lại thế nữa cơ chứ. Nào, núp ra, ôi trời, đánh nào, mạnh mẽ lên. Ôi, voi ơi, voi. Voi còi, chú voi còi ở bản đơn. Nào, em bạn kia bớt đi nha. Không cần bạn đâu, đi đi. Bực mình thế, không biết nữa cơ chứ. Mình đang chơi mèo vần chuột, thế mà bạn ấy là tới bạn đấm trò. Nản luôn. Thôi kệ, không sao. Đấy, ngon, tuyệt vời. Đấy, bây giờ mình sẽ lên cái phức hợp kiếm nữa. Wow, quá trời phức hợp kiếm luôn. Sướng thế không biết. Hiện tại thì mình giết được khá là ít, nhưng mà mình hỗ trợ rất là nhiều. Đấy, hỗ trợ được 11 luôn. Ngon. Đấy, cố lên, cố lên, cố lên. Win nào anh em. Đây, mình sẽ những cái lúc mà người ta cố gắng thủ trụ thì mình cố gắng đẩy đường nhá. Đấy, mình lên phức hợp kiếm luôn. 4 món. Đánh cho nó mới phê được. Chết rồi, hết bùi xanh rồi, hết bùi xanh rồi. Nào nào, ra đi, ở đây rồi. Thời cơ tới rồi. Nào, thời cơ của mình đây rồi. Nào, giết luôn, một em. Nào, em thứ hai nào lên bảng điểm số nào. Này thì, Skull ơi. À, Skull à, đi à. Rồi, bạn đi, bạn bỏ chú voi lại đây à. Này thì bỏ lại này. Hay quá, đánh luôn hả. Hay tuyệt vời. Ô, thôi 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 thôi. Nữa hả. Này thì hổ báo này, ulti luôn. Thì mình tính băng trụ và giết rồi đấy, nhưng mà mình suy nghĩ lại thì lại thôi. Mà không băng trụ, trụ lại bắn cho nó này kìa. Sấp mặt ra đấy thì nó khổ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi kiếm con bùi xanh ấy coi. Anh em về đi nào. Coi chừng chết đấy. Nặng, bùi xanh đâu rồi? Không có bùi xanh à? Không có bùi xanh thì thôi. À, voi voi voi. Rồi, em đi đâu? Em đi đâu bây giờ? Ôi trời ơi. Đúng rồi, hàm chú voi thì nói chung phải bỏ mạng thôi. Và đấy, tem bạn ra rồi mình biết sẽ chết. Nhưng mà kệ, không sao. Bay vào quất luôn cho nó nóng. Sợ cái gì? Đấy, chuẩn bị full rồi đấy. Mới có 3 món thôi. Một phát nữa là mình sẽ lên được 4 món. 4 món là mình sẽ cố gắng win. Nói chung là phải win thôi chứ. Đúng rồi, ghê vậy. Nào, phát nữa nào. Thôi xong. Đấy, bị lao vào một phát lại bốc hơi ngay. Wow, tuyệt vời. Wow, thật là kinh dị quá đi tôi. Tuyệt vời. Một pha gọi là chết hai mạng rất là bổ ích. Đâu rồi, bây giờ bạn làm gì đây? Rồi, mình giới ở đây. Rồi, bạn nào hổ báo đâu? Hổ báo đâu? Ra đây con nào. Bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ làm ở đây, chắc xem bạn đi ăn kinh công quá. Mình nghi ngờ lắm. À, đi ăn rồng à? Kệ, không sao. Giờ này thì rồng nó cũng ít tác dụng như lúc đầu rồi. Đấy, siêu việt luôn, hay quá. Úi giời ơi, lại chết. Ăn kinh công kìa. Ăn kinh công kìa. Đây này, đứng trong bụi này. Này thì đứng trong bụi nấp này. Nấp đi, nấp hộ cái. Đấy, tem mình có vị tướng than của lòng. Quá khỏe luôn. Úi giời ơi, kinh công đập ai đấy? Ấy, đập tôi á? Bảy rồi nha, tôi chưa đụng chạm gì tới bà nội nha. Kỳ thật chứ. Mình chả đụng chạm gì tự dưng ra đập mình tới tấp luôn. Ai đụng chạm gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ bắt ở đây hai người luôn chứ. Nào nào, chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ai cho chạy? À đấy. Cái gì vậy? Trời ơi, bạn ấy sóng âm chuẩn xác thế. Làm sao mà chơi? Đúng rồi, bắt voi luôn. Ôi, phương hợp phun rồi, phun đồ rồi. Phun đồ rồi. Nào. Tấn công lên. Mạnh mẽ lên nào. Xem bạn đã chết 4 mạng rồi. Thôi bỏ đi chứ. Thôi bỏ đi, đẩy trụ win thôi. Đúng rồi, lên ăn trụ nào anh em. Đẩy thắng trụ luôn. Có lính này rồi à, còn lâu, xem bạn mới có 2 người thôi. Này, này.
Ôi thôi 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 thôi. Nghỉ chơi nghỉ chơi, đánh hạng mà không lên nhây. Win được là win luôn. Ngại cái gì? Đấy, win rồi. Tuyệt vời. Vâng, và trận đấu đầu tiên đã thành công. Wow, nên đồ kiểu như chọn game mà vẫn được mở VP á. Ngại ghê luôn á. Đấy, một sao thì mình sẽ chơi thêm cho bạn ấy một trận nữa nhá. Để cho bạn ấy lên kim cương 1, trả bạn ấy luôn. Không mất công, bạn ấy khóc tội nghiệp lắm. Mình hỗ trợ được nhiều nhất luôn. Giết thì cũng không được nhiều cho lắm, nhưng mà hỗ trợ được khá là nhiều. Bị nói chung là bị KS nhiều ấy. Trận này thì mình sẽ lên đồ theo cái kiểu mà mình vẫn hay lên nhá. Đấy, kiếm bất tử đây. Thủ đâu rồi? Mình lên một món huân chương này. Rồi món cuối cùng thì mình sẽ lên cho nó là món lân giáp đi ha. Thường long đi, ok. Rồi, chiến đấu thôi. Rồi, vào trận luôn, đánh luôn cho nó sướng nào. Thì bạn ấy yêu cầu mình làm Nakroth thì mình làm thôi. Mình tính chơi vị tướng khác cho mọi người xem đỡ chán, nhưng mà bạn ấy yêu cầu thì thôi làm luôn. Ngại cái gì? Đôi khi có nhiều người vẫn thích mình chơi Nakroth, mà có nhiều bạn thì thấy mình chơi nhiều quá thì cảm thấy nhàm chán, muốn mình chơi những vị tướng khác. Thì mình vẫn chơi nhiều vị tướng khác nhau ấy chứ. Nhưng mà đôi khi vì lý do kỹ thuật lên mình vẫn chơi rất là nhiều clip về Nakroth. Nakroth thì leo rank nó, nếu mà chơi thuần thục con này thì leo rank khá là tốt. Mọi người cũng lên luyện tập nhiều vào. Đấy là lời khuyên của mình thôi. Ai mà cảm thấy thích Nakroth và có vị tướng này rồi thì cố gắng chơi nhiều vào nhá. Chơi nhiều để cho mình lên tay, khi nào đến mùa 3 thì mình có thể leo rank tốt hơn. Leo rank là nhanh hơn này. Rồi có thể leo rank cao hơn bằng Nakroth cũng được nữa. Mọi người cũng có thể thấy top ở trên thách đấu á. Họ toàn chơi Nakroth là chính thôi, chứ những vị tướng khác thì ít lắm. Nakroth với cả Violet. Nói chung là vị tướng nào cũng chơi Nakroth hết. Đấy, mọi người cũng có thể thấy là cái độ hot của con này rồi chứ gì. Vì thế nên mọi người cố gắng mà luyện tập cho nhiều rồi nhá. Lúc đầu thì chơi khá là khó đấy, nhưng mà sau này thì nó sẽ đơn giản hơn. Mình lúc đầu chơi con này cũng rất là tệ, nhưng mà sau cái thời gian luyện tập, nói chung là chơi nhiều á, với cả coi clip nhiều thì mình có thể nghiệm ra được nó như thế này, nó như thế này, như thế kia. Mình có thể lên cách trang bị, hoặc có thể mình sẽ chọn cách trang bị riêng cho mình và cách đi rừng riêng cho mình luôn. Mình không lên theo những người làm clip. Mình phải tự trải nghiệm và mình tự cảm nhận là chính. Chứ những người làm clip họ chơi nhiều rồi á, hoặc là có thể họ đi đánh thường, hoặc là họ làm ở những cái phiên bản khác thì mình không biết. Nhưng mà coi chỉ là một phần thôi, mình phải nỗ lực một phần nữa. Chứ nếu mà coi nhiều mà không chịu nỗ lực thì cũng chả bao giờ mà khá hơn đâu. Nói chung là cũng tốt hơn một chút thôi, chứ mình phải cố gắng mình chơi này, mình luyện tập này, nó mới giúp cho mình nhiều được. Ok. Thì mình sẽ đi ăn cái con bùa đỏ nhá. Đây. Thì mọi người xem clip của mình, ai mà chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhá. Hiện tại thì công việc của mình thì ở nhà thôi. Mới vào mà team mình đã chửi nhau kinh thế. Cứ bình tĩnh bạn ơi. Căng quá, team mình thì không có AB gọi là pháp sư đấy. Thì John bạn ấy cầm đi đường giữa luôn. Rất là hổ báo. Rất là hổ báo và cáo trồn. Úi giời. Đấy, bạn ấy ra gọi là ăn giúp mình luôn đấy. Nhưng mà không được. Ai cho? Trời ơi, ăn vậy thuật cấp hết. John cặp với cả Kahihi à? Kahi đúng không? Không biết ai sẽ là người chiến thắng đây. Kahi sau này đánh về sau thì nó rất là bá đạo luôn. Cái ulti nó xài hồi chiêu liên tục luôn đấy. Trong vòng mấy giây thôi, nó cứ bắn hoài vậy đấy. Ăn rồi à? Ăn rồi, ôi sổ ơi, máu kìa. Còn chút xíu luôn kìa. Nào. À, cung thủ John team mình đang lên.
Chuẩn bị băng trụ nào. Rồi, xong lên nào anh em. Hồi cấp 4 rồi đây. Ai sẽ trả nào? Tê tái. Ôi giời, ngon, tuyệt vời. Cái gì? Cái gì? Ai sẽ trả? Úi giời ơi. Té 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 té. Ôi Phoenix nữa kìa, Phoenix nữa kìa. Thôi mà. Trời ơi, anh biết là anh đẹp trai nhưng mà đừng có làm thế. Con gái con đứa thì không nên dí theo trai làm gì. Đấy, bạn này ngọc hút máu 16% mà. Mình có thể ăn con quái mà hồi máu khi mà mới cấp 4 thôi. Không cần lên đồ hút máu, mình có thể ăn con quái này đấy, hồi được khúc máu liền. Ngon. Ăn luôn con bù đỏ luôn. Ok, vậy là xong. Đấy, máu đã lên được một khúc rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái con rơi luôn. Rồi xong, đừng có ai ra nha. Đừng có ai ra nha. Trời ơi, cầu xin luôn đấy. Đừng có nhìn thấy tôi, đừng có nhìn thấy tôi. Thôi thôi, mới nói xong. Thôi nhường luôn đấy. Thôi, nó chấp bạn ấy luôn đấy. Trời ơi, công mình đánh cực khổ. Lại mất con rồng nữa. Quan được rồng không John? John ơi. John ơi John. Rồi xong. Không ăn được rồng rồi. Rồng đã bị hạ gục. Bị than tem bên kia hạ gục luôn rồi. Rồi ok thì khắc phục cái công việc thôi. Hồi nãy mình bận một xíu mà đã bị bạn Jeffy bạn chửi rồi. Đấy, cứ chết một cái là chửi rồi. Hồi nãy mình bận có một xíu thôi mà làm cái gì mà căng. Ái chả chả nào. Đây, này hổ báo lên, đúng rồi. Đấy, bạn chạy đi đâu? Thì bạn ấy ở trong trụ nhá. Mọi người xài chiêu 1 hất tung, xong rồi xài chiêu 2 hất tung luôn. Ý lộn ulti hất tung luôn. Là cái trụ nó bắn được 3-4 lần rồi đấy. Lúc đó là mình chỉ có việc sơi tái thôi. Có gì đâu mà phải ngại. Sướng. Tại vì bạn ấy không đánh mình nhưng mà cái chiêu 2 nó đánh mình rồi đấy. Ái chả chả nào, qua cướp rừng chơi cái nào. Ấy, thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi xong. Thôi 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 thôi. Chán thế, bị ca hi vào. Một pha chết ngu người. Đấy. Nhưng mà phải qua chết vậy cho nó thêm phần gọi là hấp dẫn về game mới được. Chứ đánh mà cứ núp ở nhà thì rất là chán. Cái gì vậy? Tôi nói gì đâu? Tôi có làm cái gì đâu, tôi xin kêu cháu. Cướp, cướp cờ lờ hả? Trời, có liên quan gì? À, mình cướp kẻ tôi cướp kẻ tôi, anh vào phần mình đi chứ. À, tôi dưng anh kêu tôi cháu, cháu gì đâu, anh làm gì đâu. Kỳ cục quá đi mất thôi. Đấy. Này thì dám kêu rồi. Nói bậy nói bạ, ok. Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ thì mình, nãy giờ mình chỉ giỡn thôi. Nãy giờ thì mình chỉ giỡn thôi mà. Bây giờ thì mình sẽ đánh với tốc độ nhanh hơn nhá. Nào nào nào. Này hổ báo này. Này thì ôi trời ơi, nó hồi máu rồi, nó hồi máu rồi. Nào nào. Này thì hổ báo này. Ra đây, ra đây, ra đây. Chơi không? Chơi nào. Này này thì chơi này. Ôi giời ơi. Dám kêu mình cháu à. Vút va vút vẩn. Ok. Nào cái gì? Cái gì? Cho một phát bốc hơi luôn này. Đấy, bốc hơi nhanh không? Mọi người thấy sự bốc hơi gọi là nhanh chóng của Phoenix Teman không? Một khi mà mình đã buồn lên rồi á, mình có thể bất chấp. Cái gì? Cái gì? Đừng bắn đi, bắn giùm cái. Bắn hồ mình cái nào, bắn đi, bắn này. Đấy, bắn đi. À, ức chế rồi nha. Buồn rồi đấy, tớ hơi bị buồn rồi đấy. Hồi nãy bạn John, bạn ấy nói bực mình quá. Giờ mình sẽ đánh tốc độ nhanh hơn. Còn tính đi cho nghịch nghịch thôi, nhưng mà bạn ấy nói ức chế quá. Giết luôn. Nào. Thích thì băng trụ giết luôn bây giờ đây này. Đang máu. Một khi cháu đã máu thì đấy. Đấy, trời ơi, chết hết luôn. Không có mình một cái là bị bắt nạt thối mồm liền thấy không. Nào. Cái gì, cái gì, cái gì. Cái gì, cái gì, cái gì. Này thì hổ báo này. Thôi, té 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 té, không có. Và đấy mà không có ha, Kai là mình quay lại mình rứt rứt rứt. Cái gì, cái gì. Úi giời ơi, đừng có mơ. Bớt mơ đi nha. À, ta thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, mình thấy rồi. Mình thấy có người. Nhưng vì than đang nấp vào trong bụi cỏ.
bây giờ mình sẽ ăn cái con bồ đó luôn. Ăn xong con này thì mình sẽ ra đường giữa, mình xử lý bạn mít em bạn luôn. Nào, đâu rồi đây, ai sẽ đứng bắn như thật đấy. Bắn liên tục luôn. Nào, đâu rồi, thò đầu ra con nào. Thò đầu ra con nào. Ô, sâu quá. Phải chi bạn ấy lên cao tí nữa thì mình xử đẹp luôn rồi. Không cần bất chấp kể cả có than hay là không có than ở đấy. Đâu rồi, đúng rồi, hay lắm. Nào, trời ơi, sao mô tốt đây, bạn không bay vào. Trời ơi, tớ đứng tớ chờ cậu quá trời luôn. Nào, này, thoát tung này. Ôi trời trả. Này thì hổ báo này. Đánh đi cậu. Này đánh đi, đánh giùm tớ cái nào. Đúng rồi, nào, ôi giời, ôi giời. Úi giời ơi, sướng chưa. Thấy phê chưa nào. À, Phoenix à. Này đứng đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Ơ, bạn ấy không ra rồi, thôi thì mình ăn cái trụ đấy đi. Đây đây đây, mới nói xong lại thấy mặt rồi. Nào chạy đi đâu. Úi giời, bạn chạy về nhà tớ tha cậu sao. Đấy, không tha. Giết luôn cho nó máu. Ăn cái trụ này luôn. Ờ thôi 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 thôi. Tớ biết lỗi rồi. Ờ hiện tại thì mình đã giết được 7 mạng luôn rồi. Một tỷ số khá là cao. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, giờ mình té thôi. Ai chạy chạy. Thôi 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 thôi. Úi giời ơi. Cái gì vậy? Nào. Ăn được con bùi xanh không? Úi giời, không ăn được. Úi tiếc. Và đấy mà mình ăn được bùi xanh nó thì tuyệt vời luôn đấy. Nhưng mà rất tiếc. Cái gì vậy? Sao lại cứ chửi thế nhở? Ai không chạm gì đâu. Cứ chửi hoài ta. Buồn đấy nha. Chửi nhiều tôi buồn đấy. Tôi nghỉ chơi luôn đấy. Lúc đó đừng khóc nhé. Đấy thôi xong rồi. Bạn ơi. Bạn ơi, bạn biết tớ cần con bùi xanh lắm không? Bây giờ lấy gì chơi đây? Chán tê không biết nữa cơ chứ. Đang có máu đánh nhau lại không có bùi xanh. Đấy. Chán tê, bây giờ không có bùi xanh làm gì đây? Đi lăng quăng à? Ê ê chuối. Nào. Đi qua bên kia có bùi xanh không? Trời, không có luôn kìa. Trời ơi, trời ơi. Hồi nãy bị giòn cướp mất cái bùa, giờ cộng thêm Reffy ăn mất bùa nữa chứ. Chả biết làm sao luôn. Thôi đi về. Kệ, ai chơi thì cứ chơi. Tem mình kiểu như xanh rồi, giờ không cần rừng nữa rồi. Hồi nãy rừng KS vài mạng, giờ không cần nữa rồi. Không cần thì thôi. Mọi người xanh rồi đúng không? Xanh rồi thì thôi, bây giờ mình đi lăng quăng mình chơi thôi. Ăn mất cái bùa xanh là mình thấy thế nản rồi đấy. Đấy, ăn bùa xanh xong rồi đi cho người ta nhé. Chán thế. Có bùa xanh chưa? Ai lại ăn mất rồi? Thôi sửa bắn kìa, bắn kìa. Đây đây đây, bùa xanh đây rồi, bùa xanh đây rồi. Trời ơi, Phoenix kìa. Đúng rồi. Nào. Ôi trời ơi, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Nào, đúng rồi, đánh rồi. Ấy, lại ăn nữa, do lại KS nữa rồi. Thôi 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 thôi, thôi té. Đi đúng rồi, bắn luôn, bắn luôn. Bắn luôn, tớ hất tung cho này. Bắn luôn. Bắn luôn, ủ hay lắm. Đừng có ai ăn bùa xanh của tớ nha. Đấy. Thôi xong. Vậy là xong rồi. Chả biết làm sao luôn. Rồi bạn Jeffy bạn lại ăn nữa. Ô. Giờ làm gì đây? Trời ơi, ngay cái rốt mà không có bùi xanh thì làm sao mà chơi. Thôi kệ, tem mình xanh rồi. Giờ mình cứ đi lăng quăng thôi. Cứ đi lăng quăng thế nào rồi tem mình cũng win thôi. Với tỷ số cách biệt khá là cao mà. Mình sẽ ăn thêm vài con quái rừng nữa. Á chà chà. Chán thế không biết nữa. Bây giờ mất hết bùi xanh luôn rồi. Thôi ăn bùa đỏ cho đỡ buồn vậy. Hai cái bùa xanh chả có đây nào. Này quốc cho thêm hai cái bùa đỏ. Đấy. Thôi ăn làm gì, nhường cho bạn ấy chứ. GG đi bạn. Úi trời ơi, John tự tin gớm ha. Bạn ấy hết chửi mình, giờ bạn thấy nó chắn tin qua bên kia luôn rồi. Này thì GG này. Này thì GG. Có ai hồi máu? Chả có con quái nào mà hồi máu. Ôi dồi ôi. Chán thế không biết.
đánh luôn. Mà Jeffy xem bạn, bạn ấy đang đứng như một vị thần ấy. Bạn ấy giọng cái chiêu xuống đất luôn. Rồi win nào, win nào, win nào, anh em win nào. Đánh nhau lâu làm gì, win cho mình nghỉ cái coi. Phê quá, đánh nãy giờ hai trận mệt quá. Gì à? Gì à? Một tốt làm gì à? Đứng đấy biến về luôn á. Ôi ôi mạnh mẽ dữ. Còn mấy giây nữa, mấy giây nữa tem bên kia ra rồi. Đi về đi không có chết hết. Bạn tem bên kia ra một cái lại tử vong. Đợt này thì bạn ăn dùm tớ cái bùi xanh cái. Ăn hộ nào. Đấy, ui giời ơi, có bùi xanh rồi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Lên quẩy thôi, quẩy là quẩy thôi. Lên là lên luôn. Đấy, chết hết đi, để đó mình pentakill cho. Chết hết đi nào, anh em chết hết đi. Pentakill sẽ trở thề về với mình cho mà xem. Rồi xong, kêu chết hết đi mà tem bên kia chết hết. Chán thế không biết nữa. Thôi, win thôi. Win nào, ngại ngùng làm gì nữa, đánh lâu mất thời gian quá. Rồi, vậy là chiến thắng rồi. Đã đánh bàn cho lại cho bạn này lên kim cương 1 rồi nhá. Pha này, trận này mình không được mở VP nữa rồi. Nhưng mà không sao, kệ, ai mở VP cũng được. Miễn sao lên kim cương 1 là ok. Và mình đã lên tới kim cương 1 mất rồi. Và mình cũng đã xong trận đấu này. Thôi mình cũng xin dừng clip đi thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này của mình nhá. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye bye.